我操！楼炸了！Nổ lớn ở Trung Quốc, tòa nhà 4 tầng trơ khung, nhiều ô tô bị hư hại. Gần 8 giờ sáng ngày 13 tháng 3, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại một ngã tư ở thị trấn Yên Giao, thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Sau một tiếng nổ chói tai, tòa nhà trên đường Ngân Tân đã biến thành đống đổ nát. Nhiều phương tiện trên đường và các tòa nhà gần đó cũng bị hư hại. Camera hành trình của một ô tô đã ghi lại được cảnh tượng kinh hoàng tại thời điểm xảy ra vụ nổ. Trong video, nhiều ô tô đang chạy trên đường thì bất ngờ một tòa nhà ở bên phải ngay ngã tư phía trước phát nổ. Kèm theo đó là tiếng nổ chói tai, ngọn lửa mạnh phụt ra từ phía bên đường, tòa nhà sụp đổ ngay lập tức, bụi bay mù mịt, một đám khói hình nấm khổng lồ bốc lên trời. Những video do người dân quay lại cho thấy, hiện trường vụ nổ rất hỗn loạn, tòa nhà 4 tầng chỉ còn lại khung, nhiều tòa nhà khác gần đó bị hư hại nghiêm trọng, mặt đất phủ đầy mảnh vụn và bụi bặm, nhiều nơi vẫn còn lửa cháy, khói đen cuồn cuộn. Một nữ cư dân sống gần hiện trường vụ nổ đã quay video lại và cho biết, cửa sổ ban công nhà cô đã bị sóng xung kích của vụ nổ thổi bay, khung cửa sổ bị biến dạng. Sau vụ nổ, một bệnh viện ở Yên Giao tiết lộ rằng có nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, có cả vết thương nhẹ và vết thương nặng. Hiện chưa có thông báo chính thức về nguyên nhân xảy ra vụ nổ này, cũng như số người thương vong. Trước đó ngày 7 tháng 3, trong thời gian diễn ra lưỡng hội, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tòa nhà đảng ủy và chính quyền thành phố Trương Gia Cảng ở tỉnh Giang Tô đã bị đánh bom. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lập tức chặn thông tin liên quan. Ngay sau đó, một người tự xưng là Viên Kiếm Hồng nói rằng chính anh ta đã đánh bom tòa nhà chính quyền. Nội dung của tờ rơi lan truyền trên mạng cho thấy, tôi đánh bom chính quyền thành phố Trương Gia Cảng. Tôi yêu cầu trừng phạt những quan chức tham nhũng và trả lại nhà máy cùng nhà riêng cho tôi, cũng như những đối xử bất bình đẳng khác. Tôi đang chờ để tự thú. Chữ ký Viên Kiếm Hồng, trên đó còn ghi rõ số căn cước. Chiều cùng ngày 7 tháng 3, Sở Công an tỉnh Giang Tô cũng đã xảy ra hỏa hoạn. Khói dày đặc bốc lên từ tòa nhà cao tầng công an nhưng không thấy xe cứu hỏa. Video và hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, nhưng cả trang web chính thức của Sở Công an tỉnh Giang Tô và mạng xã hội đều không đăng bất kỳ thông tin liên quan nào và cũng không có kênh truyền thông đại lục nào đưa tin về sự việc. Những hình ảnh ban đầu được lan truyền và các cuộc thảo luận liên quan trên mạng đã nhanh chóng bị xóa. Các chủ đề liên quan đến vụ cháy Sở Công an tỉnh Giang Tô cũng bị chặn. Một số trang mạng thì hiển thị bị lỗi. Cách đây không lâu, có thông tin về vụ cháy một tòa nhà dân cư ở thành phố Nam Kinh và vụ nổ ở nhà máy Hải An ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Cụ thể, ngày 23 tháng 2, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa nhà ở thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, khiến ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 44 người bị thương. Hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường được thực hiện sau đó và kết thúc vào lúc 14 giờ chiều cùng ngày. Kết quả điều tra cho thấy, lửa bùng lên ở tầng 1 của tòa nhà, nơi có một chiếc xe đạp điện. Ngày 4 tháng 3, ngày đầu tiên trong thời gian diễn ra lưỡng hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã xuất hiện quả cầu lửa rơi xuống Bắc Kinh. Cùng ngày 4 tháng 3, các khu vực như Tây Tạng, Tân Cương, Cam Túc, Liêu Ninh đều xảy ra động đất.
ngày 5 tháng 3, một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter đã xảy ra tại huyện Tạp Đà, châu tự trị dân tộc Tạng Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải. Tai họa đã liên tiếp giáng xuống Trung Quốc trong những ngày quốc gia này tổ chức họp lưỡng hội.